Vâng, xin chào bác, chào anh em. Ngày nay bên em tiếp tục về một mẫu mic bãi mà rất nhiều anh em có hỏi bên em khoảng thời gian vừa qua. Lý do tại sao mà không lấy hàng về vì các bác biết rồi, những hàng mic bãi hay là đặc biệt đồ bãi thì bên em sẽ lựa chọn những cái hàng nào thứ nhất phải là còn nguyên zin. Điều đầu tiên phải là nguyên zin. Cái thứ hai nữa thì những linh kiện bên trong nó phải còn mới một chút. Những hàng bãi mà linh kiện như chân nó bị oxy hóa rồi hay là bị sửa chữa rồi thì bên em không làm luôn các bác, không đảm bảo chất lượng. Và hàng bãi này bên em có bảo hành 1 năm cho bác nhé. Nên các bác có lựa chọn những mẫu mic hay vàng bãi bên em thì các bác yên tâm. Rất ít đơn vị bán hàng bãi mà dám bảo hành, chỉ là bao test cho các bác anh em thôi. Chứ còn bảo hành thế này thì nếu như mà hàng bãi mà không đẹp, không zin thì không ai dám là bảo hành như này cả. Và mẫu mic hôm nay thì bên em về là mẫu mic Beyer 790 đuôi chuột. Đây, mở sẵn cho các bác anh em rồi. Đấy. Với dòng côn mic zin đuôi chuột này, có tự ngắt, có gia tốc luôn. Chia sẻ một chút về cho các anh em. Rất nhiều anh em thì có gọi cho em thì hỏi 790 có nhiều đơn vị bán nhiều giá lắm, sau có những giá chênh đến mấy trăm nghìn đồng. Thì em chia sẻ cho các như này, với những dòng mic bãi này thì rất nhiều các đơn vị thì lấy về thì có thay cái côn mic này. Côn mic zin này nếu như các bác mua này thì cũng khá là tiền mà cũng khá là khó mua đấy. Đây, côn mic zin này các bác nhé. Mic zin Beyer 790 đôi chuột đây. Còn các bác nhìn có nhiều cái dòng mà thay cái củ côn M3, côn xua M3 ấy. Cái để nắp cho dòng mic phổ thông hơn 1 triệu. Thì tiếng của nó sẽ không bao giờ bằng cái củ mic zin này đâu các bác nhé. Để em chia sẻ cho các bác như thế. Và giá, tất nhiên giá thành của giữa hai bộ côn mic thì nó chênh nhau rất là nhiều. Đấy. Nên quay cụ thể cho bác lý do tại sao mà bán đã rất nhiều rồi, nhưng lần nào quay thì cũng phải quay cho bác xem cả cái côn mic gì này không. Đấy. Bây giờ thì em đang nắp một bộ bao gồm là em vang Gutim Blabert 5MX và em mic Beyer 790 này. Đấy. Để gửi cho bác Thảo ở trên Yên Mái thì bên em đang test và tiện này em quay luôn và thử tiếng luôn cho bác nghe thử xem Beyer 790 này tiếng nó có nhẹ không nhá. Đấy. Em mở tay mic này cho bác. Tay mic này thì bên em hiện tại đang có hai màu. Có hai màu, một màu vàng và một màu này là màu xám, màu ghi. Đấy. Dọ mic này là dọ mic thay các bác nhá. Dọ mic thay dọ mic này, đấy, dọ mic mới cho bác luôn. Dọ mic này thì nó không liên quan đến chất lượng, nhưng mà thay cái dọ mic mới này vào cho bác anh em thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ được đảm bảo vệ sinh hơn. Bởi vì các bác biết rồi, hát lâu mà cái dòng mic bãi thì bao nhiêu người hát rồi. Nước bọt nó bắn vào ạ, để nó khá là mất vệ sinh. Thay mic mới, dọn mic mới cho bác luôn nha. Đó. Bây giờ thì em sẽ thử tiếng mic cho bác anh em để nghe thử em Beyer 790. Nó đặt mic khá là nhạy các bác nha. Mà tiếng mic rất là sạch, để thử các bác nhìn. Em để khá xa nó bắt được tiếng rồi, nhưng không ai để thế này để hát cả. Đây, em xong hơi ôm bồm, nhưng mà cố thử cho bác nghe thử một alo vài tiếng thì cho bác nghe nhá. Alo. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, lương. Đó. Thử một đoạn ngắn ngắn thôi, các bác nhìn này. Tiếng mic cực kỳ sạch các bác nhé. Đó. Tắt cái tay mic đi. Con tay mic này có tự ngắt, quên cứ quen tay. Các bác cứ để nguyên này thôi, khoảng tầm 3 giây nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Đây là một trong dòng mic mà được rất nhiều anh em tìm và rất nhiều anh em ưa thích. Beyer 790 đuôi chuột. Các bác có nhu cầu về MX hàng bãi Beyer này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Giá thì em sẽ để trực tiếp trong phần tiêu đề cho bác anh em theo dõi nhé. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của bên em. Hàng bãi nhưng vẫn bảo hành 1 năm, một đồ bộ trong vòng 60 ngày cho bác anh em. Các bác đang xem thì nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh. Xin mời các bác, xin mời anh em.